Kênh Vợ Đầu Mối Mâu xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ quay lại làm cái video phòng cảnh ở tại khu vực chợ Đầu Mối không không? Bây giờ là ngày 14 Tết là chợ sẽ hoạt động như thế nào? Gửi đến bà con khán giả xem trên kênh Chợ Đầu Mối một cái nhìn là nó trung thực và chân thật nhất quý vị. Thì ở trước ngõ nhà mình là đường số 3 quý vị. Đường số 3 cũng nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc nha quý vị. Thì ở đây là em này nè, là bán thịt heo lấy ở bên trong cái chợ sỉ thịt heo á. Mình muốn giới thiệu với cô chú nè. Đây nè, thịt heo của em này là nó đặc biệt là vậy nè. Nó mọc mẹo nó đàng hoàng nha quý vị. Đó là heo khô ngon, heo này không có nói chuyện mà heo nước này kia đồ là không có với em này nha quý vị. Tại vì em này là bán ở trong cái chợ sỉ á, mình vô chợ sỉ mình gặp em trong bán là đó, hàng là của em à, chuẩn đó nha quý vị. Đây quý vị, đây là đường Nguyễn Thị Sóc nè, đây đường Nguyễn Thị Sóc nè. Rồi cái quẹo cái gai cái cua này là đường số 3, em này bán ngay góc đường á. Thì ảnh làm ở trong đó đó, rồi cái là mua thịt trong đó ra đây bán lẻ cho bà con kiếm thêm thu nhập, ý giờ là vậy đó quý vị. Thành ra cái thịt heo em này là nói gì á, mình giới thiệu với lại khán giả của kênh đó là heo của em này bán á, thịt heo của em này bán đó là hàng á, là có giấy tờ, có kiểm dịch, có thú y thì cái đồ là đầy đủ. Thì để mình hỏi một số cái giá của giá thịt heo cái nơi này em này bán. Thì nói chung quy ra cái hàng mà nó chuẩn hàng á thì nó có giá nó phải khác so với lại những cái nơi mà bán trôi nổi quý vị. Người ta có thuế này kia rồi đó. Rồi cái chất lượng nữa, chất lượng thì ok rồi nha quý vị. Đây là xương nè, xương này em bán nhiều. Hiện tại hôm nay đầu xuân thì nó hơi mắc hơn xíu anh ơi. Thì không có thành vấn đề em. Này là xương ống đó là nhiều. Xương ống hôm nay 70 anh ơi. Xương ống 70 ngàn nha bà con. Còn cái xương này kêu xương cổ thì 80 anh ơi. Xương cổ thì 80. Còn giò sao? Giò sao 80 anh ơi. Giò sao 80. Rồi cảm ơn. Cái xương này là xương giá, xương non. Xương non này là nay nhiêu? Xương non nay 160. Xương non nay 160.000 ký nha bà con. Đùi này là thịt nạc này, nạc đùi hay nạc nạc? Đầu rồng nha. Đầu rồng hả? Đầu rồng là nhiêu? Nay em bán 85.000 đấy nha. Đầu rồng này 85.000 một ký nha quý vị. Đây. Rồi cái này là ba rọi xương. Ba rọi xương này là nay nhiêu? Ba rọi hôm nay đang bán 160. Ba rọi bán 100. Ba rọi lóc, ba rọi lóc. Ba rọi lóc. Ba rọi lóc nha quý vị. Là 160. Còn bên đây là nạc đùi hả em? Đây là đùi gọ. Đùi gọ hả? Đùi gọ này nhiêu? Đùi gọ cũng bằng giá đùi đầu rồng đấy. Là 85 hả? Dạ dạ. Đùi gọ 85.000 nha bà con. Đó, thấy em này bán thì chứ là bán đáng bán đồ xịn nha quý vị. Đó bà con mà thích ăn đồ xịn, đồ có giấy tờ đầy đủ kiểm dịch thì đến ngay góc đường số 3 trên đường Nguyễn Thị Sóc này nha quý vị. Thì đây nè quý vị, đường Nguyễn Thị Sóc trên đường số 3 đó quý vị, đó ngay cái góc này nè. Thì em này á là bán hết cái giờ trong chợ, ra đây em này bán mà có sớm gì á là bà con đến đây lúc 6 giờ. Lúc 6 giờ em này mới bán, còn sớm nữa thì chưa. Đó là thông tin đến quý khán giả, khách hàng tiêu dùng của kênh là nơi bán hàng. Mình nói rõ là riêng mà nó dài nói về và mà chỗ này bán là vậy đó. Em này bán là kiếm thêm
nhưng là toàn bộ là hàng là ở trong cái chỗ mình quay cái video mà chợ sỉ thịt heo á, là em này làm trong đó, đó. Có khi thành em này anh là đang làm trong bên trong đó luôn quý chị. Thì heo nó đủ loại, đủ loại anh nha quý vị. Thịt heo này là nó đủ loại hết, đủ loại đủ giá hết. Vậy là chợ thịt heo này làm lại rồi. À, tối nay á, mình sẽ vô mình chia sẻ cái giá sỉ heo mảnh. Thì video này mình thông tin đến bà con khán giả gần xa quan tâm đến chợ đầu mối Hóc Môn để mình tiện việc mà kinh doanh mặt hàng của mình, quan tâm nguyên quý vị. Thì thịt heo đã bán lại rồi nha quý vị, thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn đã bán lại. Và bây giờ là 6:30 sáng ngày mùng 4 Tết nha quý vị. Thì thịt heo bán lại, đây là chợ thịt heo. Thì cái lượng mà người ta gửi xe thì cũng còn ít, và theo thông tin mình tìm hiểu là cũng có kinh doanh thịt heo lại, nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ là lác đác á, là 10 người thì có một người vậy đó, 10 sạp có 1 sạp vậy thôi quý vị. Kinh doanh thì như giống kiểu là tỷ lệ mà có những 10% thôi nha quý vị, 10% thôi, chưa có kinh doanh nhiều như ngày bình thường. Bây giờ này có người họ kinh doanh sớm thì họ mới làm. Thì bên ngoài thì mình cũng vẫn thấy là có cái người đã bán thịt mấy bữa trước thì mới có nha quý vị. Thì giá thịt như đầu video á, thì em chia sẻ, em bán thịt heo đó là chia sẻ cái giá cho quý khán giả biết để tham khảo rồi nha quý vị. Còn giá thịt heo á thì nó lên xuống theo hàng ngày, chứ mà nếu mà nói mà để mà nó y nguyên cái giá vậy thì không phải nha quý vị. Tiếp nha quý vị. Quên nãy hỏi em đó, giá cốc lết. Thì giá cốc lết á, giá cốc lết là 80 nha quý vị. Nãy mình thấy để cái giá mà mình quên hỏi để chính miệng em đó nói ra luôn, để nó có phần nó trung thực và nó xác thực đó quý vị. Nhưng mà quên rồi, giờ mình mới nhớ là mình thông tin là giá cốc lết á là 80.000 đồng một ký. Đây là chợ bán đầu lòng, lỗ mũi, lỗ tai, thì cũng ở trên cái chợ đầu trên đầu dưới, hay đầu dưới này bán đầu lòng hoặc cũng ở cửa nè quý vị. Cửa họ bán này là mình đứng giữa đường ở nha quý vị, thông cảm rồi nha quý vị. Đây quý vị đó, bán nhiều lắm nha quý vị. Vô đây mà đầu lòng, lỗ mũi, lỗ tai vậy thôi á, mình mua về mà sử dụng mục đích gia đình rồi ha, làm chả rồi làm giò đồ đó thì rẻ dữ lắm, bán rất là nhiều luôn và rất là nhiều người bán. Tiếp tục nha quý vị, thì mình sẽ đi qua cái nơi khác để xem chỗ khác họ kinh doanh như thế nào.
để gửi đến cái thông tin cho khán giả xem trên kênh đó, nắm bắt được tình hình tại chợ đầu mối Hóc Môn nha quý vị. Thì đây là khu vực bán lẻ nha quý vị, giá bán lẻ và sáng mùng 4 Tết đậu que bán 18.000 đồng một ký nè, chị này chị bán nè quý vị. Cà chua nè 2 ký 15.000 nè. Thanh long nè 3 ca nè 3 ký 10.000. Đây là bán thịt heo nè quý vị, cũng có người bán. Mấy bữa trước thì đâu có người bán nha quý vị, ở kia là có xài thịt heo đó kìa. Đó, xe này là xe của shop Hoa Tân Quy nè, Hoa nó cũng thuê cái kho lạnh để nha quý vị. Rồi tới tới về quý vị tới. Bầu là 3 trái 10.000 được bán lẻ đó quý vị, khổ qua 10.000 đồng một ký, 2 bông cải 15.000, đậu que 20.000 đồng một ký. Rồi gửi đến thông tin như vậy cho bà con tiêu dùng được biết. Cá hồng 55.000 đồng một ký. Gì 50.000 đồng một ký, 40.000 đồng một ký cũng là cá hồng nha quý vị. Tôm càng sống á, tôm càng 100.000 đồng ký nha quý vị. Có đó. Mấy người này bán vui vẻ lắm nha quý vị. Rồi cảm ơn ok rồi. Tới ủng hộ bà con tới đây á, bà con ở đây á bán nó vui vẻ vậy nha quý vị. Tôm càng thì 100.000, anh này bán cá hồng từ 40 đến 55.000 đồng một ký. Cà chua 5.000 đồng một ký. Em đẹp đang ngồi xổm giá. Hoàn toàn trung thực nghe cái gì. Vợ chồng Khang nay cũng bán thịt heo nè, thịt heo mới nè. Mà lạ lùng nha quý vị, mình vô bây giờ mình quay vô quay Khang á là YouTube nó không cho lấy tiền. Không biết sao á, video của Khang á mình quay kỹ rồi không có dính mấy cái hình ảnh phản cảm rồi máu me này kia đâu quý vị, mà biết sao á. Giờ hết chóp vô Khang quay video à, không cho mình kiếm tiền đó, là YouTube đó, là thông tin với mình đó là không phù hợp với tất cả quảng cáo. Ô đậu que cô Trang bán đẹp lung linh luôn, 10.000 ký. Càng vui càng lành. 10 tự ở sau lưng mình, mình kia họ đâu mua đậu que cô đẹp. Bữa nay có kìa qua mình hỏi cho khán giả mình coi, xu 10.000 đồng ký nè,
mình ráng mình hỏi cái này cho khán giả mình đi. Khán giả mình cũng bó tay chấm cơm đó nha quý vị. Lựa ra cái đó mình không hỏi, mình không hỏi giá là người ta đè hỏi à. Nói sao không thông tin giá đó mình bó tay luôn. À, cái khán giả mình đòi hỏi cái giá xà lách mỡ. Trời ơi. Tới ăn rau thì lại đây nha quý vị, đủ loại rau hết trơn nè. Thao cái rau thơm nè, lại đây là một bầy rau thơm luôn. Cái xà lách mỡ nè, nhiều người quan tâm lắm nè, nhiêu ký các bạn. Ảnh mắt bắn nè. Ký nhiêu ạ? À, một ký xà lách mỡ là bán lẻ 30.000 nha quý vị. Đó, khán giả mình đi hỏi mình vậy đó, lại hỏi vậy chứ chợ trai biết bao nhiêu loại rau người ta bán hàng vậy nè, thì mình chỉ thông tin nó gọi là sơ bộ thôi quý vị, chứ mà nếu mà cập nhật mà hết cái mặt hàng mà của chợ này bán thôi rồi luôn á, sao mà mình cũng cố gắng vậy quý vị. Mua rau đi chị. Nghe đúng ra mình hỏi có cái là người ta buôn bán sáng sớm mình cứ hỏi mình đi rồi không dám hỏi vô vậy đó. Người ta để giá thì mình đọc cái giá tham khảo cho khán giả mình xem quý vị, chứ nếu mình hỏi thì nói gì, mình hỏi thì có mua mẹ gì đâu. À, rau thơm này bán đó, đồ niêm đó, cho thêm đó đó, thấy anh bán họ cho thêm là bình thường luôn á, cho chợ đồ món không cho thêm là bình thường luôn, bán cho thêm miếng mà bình thường luôn đó vậy. Ê, đó, tới vẫn mua nửa ký 20 lộn xộn, cái này là mình bán lộn xộn hả? Lộn ký nhiêu? Lộn xộn là từ 40, lộn xộn ký 40. Hôm nay mà nói gì mà ăn bánh tráng nha, trời ra đây mua rau lộn xộn là 40.000, là làm rau lộn xộn là giờ có diếp cá húng cây nè, tía tô lá quế, nhưng mà lộn xộn không có này nha. Có luôn hả? Bán hết lộn xộn luôn, là có húng lũi đó nha quý vị. Rồi là rau răm nè, ngò gai, rau ôm anh bán lộn xộn là 40.000 đồng ký. Rồi anh bán lộn xộn cải ngò hay cải bề xanh là nhiêu? 15.000 ký nha quý vị. Búp nha bạn. Búp 25.000 ký. Cải ngọt, cải xanh 15.000 đồng ký quý vị. Rồi mở vô. Hôm nay là sáng mùng 4 Tết thì bà con bán hàng vậy. Mua rau về nè, lộn xộn nè. Vô quất lộn xộn xà ngầu luôn. 40.000 đồng một ký. Đúng ra ông phải ra đây ông bán, ông phát triển hay không là ngoài đây, chứ trong kia đâu có ngon ngoài trong đây, đúng không? Ở đây nè, ông phát triển hay không là bán ở đây nè. Hai vợ chồng ông có bợ ở trong kia ở suốt à. Thì đương nhiên rồi, ông quen mà, ở đó ông ở chục năm mà. Anh này nó sống mà cái nghề bán rau này là cái gì? Không, cái cách bán của ông cũng hay không? Bán người ta mua, lại ra mua sao anh cũng chiều hết á. Mua lộn xộn, bán lộn xộn, mua ký, bán ký. Cách bán hàng của anh là không có cứng. Mình mua là anh bán à, mình mua giờ mình muốn mua sao anh bán vậy, anh dễ vậy anh này nè, thật ra anh cũng nhiều khách hàng lắm. Bên kia vợ anh ngồi bán nè. À, khổ qua 10.000 đồng ký, su hào 10.000 đồng ký, bí 10.000 đồng, à mua lẻ sĩ.
Hậu que 10.000 đồng 1 ký, dưa leo 15.000 đồng 1 ký quý vị. Chúc mua mai bán đất nha. Cá biển cũng bán lại cái gì? Cá bóp 100.000, cá lóc 60.000 ký, tôm 120.000 đồng ký, họ bán ốc bông vàng ở được 45.000 ký. Rồi với tổng đa xà lách dài về cá hai hậu còn ăn tết chưa có bán. Đây là cổng bà, cổng bán rau muống bán trong đây là thôi, nhiều lắm. Nói về mà mua rau muống thì quý khán giả xem trên kênh, đi thẳng vào cổng ba chợ đầu mối Hóc Môn là khu bán rau muống. Chợ sáng mùng 4 Tết nha bà con, cũng đông á, người bán cũng đông mà người đi chợ cũng đông. Thì tình hình á, nhìn chung thì rau cải rồi thịt cá có nhóm lên chút xíu, thịt cũng như là 80-85 ngàn, thì hôm trước Tết đó, thì nó nằm giá 70-75, rau cũng vậy, rau cải đó, mà mình tính về bán vấn đề bán lẻ đó, thì cũng có một số mặt hàng cũng không có lên giá, nhưng mà đậu que dưa leo không có lên giá, còn lại những mặt hàng khác thì thấy là tương đối là có lên giá, là lên giá ở cái giá bán lẻ thôi nha quý vị, giá bán lẻ để người tiêu dùng biết mua vậy thôi, chứ còn quý anh chị em mà trồng thì bán giá nào thì không biết cái gì. Bắp cải đất nông nè, bắp cải đất nông 15.000 đồng bắp, 10.000 đồng một bắp. Thì bắp cải đất nông này cũng lên rồi nha quý vị, bắp cải đất nông này cũng lên.
12.000 lên 15.000, 10.000 lên 15.000 đó, thì cũng lên 1-2.000. Cà chua, mặt hàng cà chua không có lên giá nha quý vị, cà chua không có lên giá. Gò rí một bó 5.000, ta rau sầm á quý vị, thì gò rí không có lên. Được tàu nè, hành 10.000 bó nè, cải cúc 15.000 đồng nè, và ốc gà ốc vịt cũng vậy quý vị, gà ta cũng 30.000 nè, ốc vịt 30.000 nè, ốc vịt không có lên. Nhiều quá quý vị, nhiều quá, chị đã đang lựa nhiều, nhiều 35.000 đồng một ký. Ốc hương nhỏ nhỏ đó 110.000 đồng một ký. Sầu huyết 120.000 đồng một ký. Cái này ốc bu vậy chứ mà không mắc nha quý vị. Ốc bu, ốc lát á, à, loại lớn á, 100.000 đồng một ký. Người đi chợ cũng rất là đông, mới có mùng 4 Tết rồi nha quý vị. Giúp cá bán 10.000 luôn. Mực ống á, mực ống nhỏ 150.000 đồng một ký. Rau nhúc á, một bó 30.000, rau nhúc vậy mà lên giá như thế. Ở đây á, là giới thiệu với các bạn là chị này á, là chị bán quanh năm suốt tháng luôn. Đến đây á, là đó chị bán á, là đủ đồ hết, từ giá xả rồi hành, hành chỉ bán 10.000 nè, bó nè, chị bán là lúc nào vậy, mở mắt ra thấy chị bán ở như mình bán ban ngày thôi chứ ban đêm đâu bán phải không, à, ban ngày chị bán ban ngày, bán tới chiều tối luôn, bán hàng vui vẻ lắm. Thì bà con ở đây bán hàng á là để giá gì hết nha quý vị, dễ mua lắm, rất là dễ mua dễ bán. Hôm qua chỉ bán 15.000 nè, dưa leo 15.000 đồng một ký nè, đậu bắp 20.000 nè,
cái thì 8.000 đồng bó, cái ngọt 10.000 đồng ký. Ờ, chúc chị năm mới mua mai bán đắt nha. À, cái rau nhút nhiêu bó ạ? 30.000 bó ạ. Một bó bao nhiêu ký? Một bó 2 ký mấy 30.000. Bó rau nhút đó nó chỉ cầm lên đó quý vị. Có 30.000 à. Rồi mua ủng hộ chị này nha quý vị. Đó vui vẻ lắm. Mặt hàng chanh tắc là 25-35.000 nha quý vị. Chanh không hạt là 30-35.000, tùy theo xấu đẹp. Tắc thì 25-30.000 đồng một ký. Thấy bà con bán lẻ vậy quý vị. Cái tại ngày từ đó người ta hỏi tính quay đứng lại quay chanh tắc nè. Em sao người ta bóp kèn lên hỏi mình không dám đứng rồi. Măng 18.000 đồng, măng tre tàu nè. Ớt ba chi 35.000 thiệt đẹp nè. Thì là em nó đang bưng cái thì là kìa. Hỏi chút rồi, hỏi chút rồi, hỏi chút rồi. 20.000 nè nha. Một tí thì là nè. Em bưng á, có thì là đó. Rồi rí 10.000 đồng một tí. Bên đây. Ủa. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha quý vị. Năm rơm hỏi anh ba cũng được. Cũng hỏi năm rơm mà người ta lấn vô chiếc xe mà không có chỗ đậu luôn sao dám hỏi. Ở đây là có cái chỗ này là cô Ba Thảo nè quý vị. Họ bán đủ thứ đồ á. Giống tiệm tạp quá nhưng mà bán lớn. Nấm rơm. Mấy em này cũng thân thiện á. Nấm rơm là nhiêu ký em? Rơm 120 thôi. Nấm rơm 120 bà con. Cảm ơn nha. Em này bán nấm rơm, nấm bào ngư nè. Bán đồ Đà Lạt á quý vị. Sú sú tim rồi, cải tím rồi. Rau má được bán 20.000 đồng một ký. Rồi ở đây ngốt bán cái gì? Vợ chồng ngốt bán cam nè. Cam canh nè, quýt canh nè, không có để giá. Ô chà, cái này cái gì? Cái này khỏi hỏi giá quý vị, ta để giá sẵn à. Này 20.000 đồng ký. Đây nè, canh nè. Tắc nè 35.000 nè một ký nè nha quý vị. Đó, nhiều người. À, mình nhận lại là ta đổi rồi. Ta bóp kẹt lên đổi luôn. Chịu bây giờ sao giờ? Mẹo vô đây kết thúc video ở chỗ trầm bán nho coi. Đây là trầm bán nho tại chợ luôn. Nay nho ruby không hạn nghe em ký. 5.000 mã vô luôn. Em Trang này là 80 con nho gì mà bự dữ à. Nho Mỹ 80.000 đồng một ký. Nho ruby không hạt đẹp lung linh luôn 100.000. Nho đen cao nhiêu? Nho đen hút 120. Rồi đây em nó bán có 3 loại nho đó à. Mẫu đơn hết rồi hả? Rồi xin thưa với quý khán giả, từ đây dài tới đó là của em này không. Bà con dòng họ nhà em đó không á. Trời ơi anh bán xài gì có 5.000 hả?
Tại vì có 5 ngàn không ngoại? 5 vừa bán vừa cho. Táo nhiêu à, đẹp quá hả? Táo này táo Mỹ. Nhiêu? 70, 60. 70, 60. 70 đây nó lớn, 60 nó nhỏ xíu. Rồi cái này lên 50 ngàn. Ồ xài đẹp lung linh luôn. À, cái này là xài à? Cát chu. Ồ mua về là ăn liền nha quý vị. Cát chu nhiêu à ông hai? Ồ 30 ngàn. Bà vô bà con ơi. Ở đẹp lung linh không? 30 ngàn, bao lửa. Cát chu nó ngọt thâm trầm luôn nè, mấy này nè. Ông có thấy hương không? Cát không nè. Thơm. Ờ nó thơm luôn đó nha. Nó đẹp thấy mê mà nó rẻ thấy ham luôn. Nó thơm nứt cái lỗ mũi luôn. Thơm chi mà thơm lạ, thơm lùng á. Ăn vô một miếng chua vô mồm cũng nghe thơm luôn. Ờ rồi nó thơm. Trời nó thơm thiệt chứ không? Bao chị mang khẩu trang cũng còn nghe thơm. Cả nhà uống gì chưa? Cả nhà đang, cả nhà chưa uống gì mà cả nhà đang mát bán đầu. Ai à, em này bán nước uống. Ai à, gửi xe mình á, không đốt chìa khóa lên là để ra chỗ khu này á, càng nó giữ dầm á chứ thấy là mắc cái xe. Rồi. Đã ra hành ly rồi. Đây quý vị, cái xe nước của em bán nè quý vị. Đó, trà đào xe 2. Đó. Rồi, cũng được. Vậy mà mời cả nhà đi uống nước. Rồi, video của mình kết thúc nha quý vị. À, nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.